chào các bạn. Rất hôm nay Hóa Trầm Hukuta chúng tôi đã có điều kiện về dưới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc triển lãm rất lớn ở thành phố Ninh Bình, khu trung tâm thể thao của thành phố. Thì là chúng tôi về từ hôm qua, về chuẩn bị setup backdrop rồi không gian cũng như trưng bày các cái dòng sản phẩm chấm hương đá cảnh, đá phong thủy của bên Hukuta chúng tôi. Đây cái khu này. Đấy các bạn thấy biển không? Chấm hương, đá cảnh, đá phong thủy Hukuta thế giới tâm linh. Đó, ngay sát hông bên phải của cái nhà bạc của ban tổ chức. Các bạn mà tới dự triển lãm ngắm cây thì xong thì mời các bạn qua chỗ chúng tôi uống trà thưởng trầm miễn phí. Bắt đầu có thể từ chiều nay là có thể ngồi tiếp các bạn được. Nếu mà các bạn đến mà không có tôi thì mời các bạn cứ ngồi xong ngày gọi điện nhé. Suối tọa trên biển ấy, thì tôi cũng chỉ lang thang quay cây rồi. Nhiều lúc là ngồi vắng khách thì sang quay. Thì bây giờ đang rảnh rang buổi sáng ngày 13 thì tôi tập trung tôi quay một số tác phẩm điển hình giới thiệu với lại dạng tổng thể giới thiệu cho các bạn. Thì đây là một tác phẩm Tùng Kim theo lối bonsai quốc tế của Nhật, làm lũa một phần trên thân. Cái phong cách này thì tôi thấy là nhiều bạn thích. Nhìn cảm giác cây nó như kiểu nó tràn trề sức sống. Cây bị lũa mất một phần. Đấy, nhưng mà cây vẫn rất khỏe. Và nó có những cái điểm mà lũa xong anh em xử lý về keo với lại cái chất bảo vệ. Em ra là cái lõi gỗ vẫn rất bền, không có vấn đề gì, và được sơn nền trắng trên nền màu nâu của vỏ cây thì các bạn nhìn rất nổi. Đường chạy thân quằn quại đúng không? Nhìn cái đường chạy thân này thì tôi nghĩ là đây là cái cốt cây cơ bản là đã được này rồi. Còn cây khai thác hay là cây trồng từ tự nhiên thì cây trồng từ bé thì tôi cũng không dành lắm. Cây này tôi nghĩ là khả năng là hàng nhập trực tiếp chứ không phải hàng trong nước đâu. Cái này ấn tượng đấy. Cho tôi quay kỹ cho bạn coi. Đây, vùng bệ này, bắt đầu đường thân chạy này. Chạy thì các bạn thấy là ở đây nhá, chạy thẳng. Đây vùng thân chính chạy này. Đấy, thì ở đây có một cái vòng này, đây, một cái cành nó xuất phát điểm nó chạy đây. Xoắn vào đây. Ok, cái cây này đường thân chạy lại. Đây nha, cái đường chính nó chạy từ đây ra này. Lên đây này. Xoắn đây. Ra đây, xoắn đây. Xoắn đây xong nó ra kiểu gì đây. Phải nói là cái đường thân này nó chạy quái thật ấy. Đấy, tôi đi một vòng rồi mà tôi chưa hình dung ra cái chỗ này nó chạy kiểu gì luôn. À rồi, hình dung rồi. Đây này các bạn này. Cái đường chính chạy thân đây là cái đường này. Nó chạy đây và nó lao ra đây. Lên để chia tiếp các cái vùng tay cành với vùng cổ ngọ này. Đấy, xong rồi nó có một cái tay. Đây này, cái vùng tay này nó chạy vòng này.
nó vòng lên đây, trong chỗ nó cuốn này nó kiểu gì ấy. Ô, phải nói là cái cây này nó quái thật ấy. Chưa nhìn thấy bao giờ luôn. À, nhìn xa lại xem cây dùng chỗ này rồi. Đây nha, các bạn để tập trung lại. Chưa hiểu cái xoắn này nó xuất phát kiểu gì luôn. Đây, hay là cái vùng này nó xoắn mấy vòng qua đây xong nó ra cái cành tay một. Đây, ra cái cành này làm tay một. Tôi nghĩ cái này chắc là phải được làm từ bé, chứ nếu mà tự nhiên thì không thể có kiểu này được, không thể xoắn kiểu này được. Chỗ này là phải do bàn tay con người. Nhưng mà cây này mà đến tầm cây này nhìn tuổi, tôi nghĩ đơn vị kinh khủng khiếp này mà làm được như này, có nghĩa là nuôi dạy từ bé, thì có nghĩa là cây này là kinh khủng khiếp đấy. Nhưng mà các bạn nhìn rất nghệ thuật nha, nhìn rất nghệ thuật nha. Đây, cái màn này vào sau này. Các bạn mà tới triển lãm thì các bạn để ý cái này đi, ở ngay phía trước của tòa nhà ban tổ chức này, ở bên trái. Bóng đẹp, đó, cái này bóng đẹp. Các bạn mà thích cái trường phái bonsai quốc tế và trường phái cây lúa là các bạn không thể bỏ qua cây này được đâu. Tôi ngắm từ nãy đến giờ mà nói thật với các bạn là chưa hình dung ra cái đường chạy ở cái khu này luôn này. Đang quay đâm ra không soi kỹ được thì các bạn thông cảm nhé. Thế nhưng mà các bạn đến, các bạn nên tập trung cái vùng này để xem tôi nói vùng này có đúng không. Phê thật. Thế còn cái kỹ thuật cày lúa này thì không khó lắm. Các bạn cày làm sao mà theo ăn đúng cái đường chạy dọc của lớp vỏ, đừng để bị một cái đoạn nào mà nó cắt ngang theo kiểu cắt ngang vòng quanh, chiếm vòng quanh thân nhiều, bóc nhầm lớp ấy, thì là cây nó sẽ vẫn cứ sống khỏe. Bóng đẹp, cây này bóng đẹp. Cây này không có biển tên, tôi không biết cây của ai, qua thông cảm. Đồn thì là một cục đá tự nhiên, cũng rất nghệ thuật. Phải nói là cây này là rất đáng để các bạn chiêm ngưỡng này. Tiếc quá không có thông tin bác chủ cây. Nếu có thì tôi đọc thông tin thì các bạn có thể giao lưu với bác chủ cây. Về tổng thể thì từ mặt chậu mà đến phù bì của quả phúc ấy, tôi nghĩ cây này chỉ rơi vào tầm 90 phân thế thôi, không quá cao đâu. Còn bề ngang nếu mà từ tính từ phủ bì cái đây này, cái mé này này, đó, đi sang đến bên này thì chắc rơi vào khoảng tầm, chỗ này tôi nghĩ chắc chỉ rơi vào khoảng tầm 1m4, 1m3, 1m4 thế thôi. Đó. Một tác phẩm rất cuốn hồn này. Nói rất luôn. Thế nên ra là mỗi một lối cây, mỗi một trường phái nó có những cái nét đẹp riêng. Nên tại sao mà chơi cây nghệ thuật, chơi cây cảnh, các bạn đừng lên gò quá nhiều vào một cái trường phái nào đó. Các bạn cứ bảo đấy trường phái là nhất, còn các cái khác là không đẹp, nó cũng không đúng đâu. Cái quan trọng nhất là các bạn thích cái phong cách nào rồi. Đấy là một, thứ hai là quan trọng nhất là nó phải nghệ thuật, nó phải đẹp. Đúng.
cây cảnh mà không nghệ thuật không đẹp thì không nói lên được cái gì. Đó. Thì chúng tôi cũng chăn trở nhiều. Hết triển lãm Ninh Bình và triển lãm ở Hải Hậu, Nam Định thì chúng tôi bắt đầu mở dịch vụ tư vấn định hình và tư vấn hướng làm cũng như là bóng dáng cho các cái cây mà nói chung là có tương lai tốt, những cây mà cái cốt cũng được và những cái cây mà có thể là định hình lại nhưng mà cái cốt cách là cũng phải khá thì có thể là chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Và tư vấn đây là hình thức sẽ là tư vấn offline nhé, có nghĩa là sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn tới vườn để đội kỹ thuật của chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn theo cái định hướng rõ ràng, chuẩn chỉ và sẽ đảm bảo cho các bạn là cái hướng sẽ chuẩn. Thế còn cái cách làm thì các bạn cứ liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở trên kênh, qua số điện thoại, qua số email. Thế sau đó thì là các bạn sẽ gửi cho chúng tôi một số các cái hình ảnh và clip của cây hiện tại và chúng tôi sẽ đánh giá nếu mà cây ổn, được, có tương lai thì chúng ta sẽ trao đổi và phối hợp để hỗ trợ các bạn làm thành một cái tác phẩm đẹp trong tương lai. Hy vọng là cái hướng này sẽ giúp cho các bạn sẽ làm được những tác phẩm đẹp trên những cái nền cốt mà quý, thế nhưng mà các bạn chưa có một cái định hình rõ ràng hoặc là các bạn đang còn lăn tăn lưỡng chưa dám làm. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau và các chủ đề sau trong triển lãm cây ở Ninh Bình. Xin chào.